Bất ngờ cô Phan Thị Đành, cô 71 tuổi, muốn tuyển vợ cho con, thì cô nói cô tuyển một người con dâu phải biết buôn bán, phải biết tính toán. Nếu người nào thương con của cô thì cô sẽ tặng hai cửa hàng buôn bán này cho con dâu. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Tiến xin mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Là các anh bên đây là anh Vũ. Vũ thứ dạ. Hai. Vũ thứ hai ha. Mà chỗ nào kiếm cho ông đưa gấp lại đi biết làm ăn nha. Chứ không biết làm ăn là trâu, biết buôn bán, biết làm ăn. Biết tính toán nữa. Tính toán. Dạ. Rồi bảy cái dao hai sạch. Xin kính chào tất cả cô chú và các anh chị em. Thì bên nãy thì Tiến quay trong nhà của cô Phan Thị Đành, là cô là kêu bằng cô Bảy đó. Thì cô có mời ra chỗ mà buôn bán của cô như thế nào. Thì hôm nay Tiến đang có mặt ở chợ Hội Sơn. Tiến chia sẻ cô Bảy cho tất cả cô chú anh chị em xem nhé. Đó thì đây khu vực nhà lòng chợ đó. Thì cô Bảy bên đây là cô Bảy, còn bên đây là con của cô Bảy. Thì anh này là cũng không có vợ, chưa có vợ nha. Năm nay đây là anh cũng bán đồ đầy đủ nha. Chầu cao hay là nói chung là tiền vàng bạc đủ thứ. Đó thì cô chú anh chị em nào mà có đến chợ nhà lòng chợ thì ghé vô thăm. Nói chung là bán nhang đèn đủ thứ nha. Dạ, dạ dạ dạ. Dạ cho cô. Dạ. Dạ ở đây là cô bán đây là hả? Dạ, ba đầu gia dụng là như là chổi nè. Đó. Chổi thì đủ loại chổi, gỗ nữa. Rồi nói chung ra là móc quần áo, rồi đồ hút rác, thùng mướp, dây văn võng gì cũng đủ thứ nha cô. Cô bán cái này là bao nhiêu năm rồi? Trên 10 năm rồi. Trên 10 năm rồi ha. Rồi là cái nghề này là để nuôi sống, nuôi sống qua gia đình. À, hồi xưa tới giờ luôn hả cô? Hồi xưa giờ. Mấy chục năm hả cô? Mấy chục rồi, mấy ngày bao nhiêu tuổi ở chợ, bao nhiêu tao năm rồi. Dạ, coi như là con cô lớn nhất là bao nhiêu tuổi? 47. 47 tuổi. À, không có ai đó, con Vũ đó. Anh đó là 47 tuổi. Ừ, 47. Dạ. Dạ, anh đó là thứ hai. Thứ hai. Chưa có vợ luôn. Chưa có vợ. Cái lý do nào mà anh 47 tuổi mà không có vợ cô? Tại lúc trước nó bị ma tà nhập đó đó. Rồi mình cứ để hoài rồi giờ trị hết rồi muốn cứ vợ. Coi như bây giờ lúc trước bị bây giờ hết rồi ha. Ừ. Rồi anh hết được bao nhiêu năm rồi cô? 7-8 năm gì rồi, lâu rồi. 7-8 năm nay rồi. Hồi đó mình không biết, mình đi trị với thần kinh nhưng mà bị nhỏ bồ nhập. Coi như là lúc trước là tưởng đâu ảnh bị thần kinh. Rồi cứ đưa vô bệnh viện. Đúng rồi. Rồi sao chị không hết, rồi sau này mới đi thầy bà. Ừ. Là bồ nhập. Lúc trước là ảnh có bồ. Có bồ. Rồi bồ mắt trẻ còn nhỏ. Rồi bồ mắt ha. Bồ mắt. Mắt nhập gì ảnh cũng như thương quá không đi ha. Đúng rồi. Rồi sau này gửi chùa trên nó mở trên luôn đó. Rồi mới đem chùa lại mới hết. Bởi vì không ai tin dị đoan đâu, phải tin mới được à. Đúng rồi. Nói chung là cái gì cũng phải tin dị đoan mới được. Ừ. Dạ. Ở đây cô có bán chiếu tre nữa nè. Có đủ thứ hết. Chiếu tre đủ loại, cái này là chiếu chiếu này kêu bằng chiếu gì cách cô? Nhiệt. Cách nhiệt là mình nằm nó không nóng hả? Không nóng. Coi nó có miếng lưới. Coi như mà trời nóng. Dạ. Coi như là trời nóng. Nằm nó mát. Nằm mà nó mát là nó nực. Nó mát. Cách nhiệt mà. Cách nhiệt ha. Còn chiếu này là gọi là chiếu gì nữa cô? Chiếu này chiếu Thái. Chiếu Thái ha. Ừ. Dạ. Còn hai lô đắng nữa mà bán. Dạ. Cái này mình đấu giá hay là của mình mua luôn? Cái này của nhà nước, mình đóng hàng bán. Còn hai lô đắng nữa ha. Ừ. Dạ. Còn cái này là cái áo mưa hay gì cô? Áo mưa. Dạ. Cô bán thì nói chung cũng đủ thứ cho nghe nha. Ừ, đâu có thứ. Giỏng đồ. Đó. Cái này là đau giò, thảm đau giò, thảm trái tim ha. Dạ, làm cũng đẹp quá ha, là thảm đau giò trái tim. Không mua được chị ơi. Có bán đồ mũ nữa không cô? Có đó, thùng máy, thùng cây lao. Cái cây lao, cây lao múc nước nó đang giặt giặt cây lao ha. Cô có bán thảm trải giò nữa nè. Thảm lót nữa nè. Có. Đủ thứ hết. Châu su đồ đủ thứ hết. Dạ. Bây giờ cô thấy ngày xưa với bây giờ cô bán cô thấy như thế nào? Nó cách biệt hơn hồi xưa nhiều ạ. Ngày nay hồi xưa là ít người bán. Ít người bán. Sao cơ?
ít người bán mà người có nhiều. Người mua nhiều. Ừ. Mà bây giờ lại nhiều người bán. Nhiều người bán mà ít người mua. Ít người mua. Tại năm nay làm như công ty công tọt nó ngưng bớt rồi. Ừ. Tiền bạc nó khan hiếm phải như hồi xưa. Dạ. Chiều cái này mình sập xuống hả cô? Chiều mình dẹp cái này vô lấy cái rã đóng ngang ở cửa đó. Ngang. Kéo qua. Ừ. Bên kia cũng vậy, dọn dễ lắm. Dọn mấy cái này vô chứ không có dọn này. Dọn, coi như là dọn cái nhà ngoài này thôi. À, đúng, nhà ngoài thôi, còn ở trong để thì để gì. Ừ. Dọn hết chết. Rồi cô đưa bán gì rồi cô đâu có nấu cơm nhà hả? Có nấu sẵn vậy đó, thằng Vũ nó đem rồi đem ra. Rồi cái khi là, con nó đem cho ăn. Là cái anh bên đây là anh Vũ. Vũ thứ hai. Chủ thứ hai ha. Chỗ nào kiếm cho ổng đưa gấp lại đi biết làm ăn nha, chứ không biết làm ăn là thua. Coi như là theo cái tiêu chí của cô là chọn vợ cho con là biết làm ăn. Biết làm ăn. Ừ. Cô mập có ốm cô có chọn không? Trung bình nên đừng có mập quá. Trung bình thôi chứ đừng mập mà ha. Dạ, cô chọn là tỉnh thành nào hay là ở đâu cũng được. Ở gần mình đây thôi, đừng xa. Coi như là từ An Giang mình vậy đó. An Giang, Cần Thơ được không cô? Cần Thơ cũng được gần đây. Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Ừ, Cần Giang đây ha. Quá xa. Rồi, Bạc Liêu luôn không cô? Thôi, Bạc Liêu xa lắm, gần gần đây mình già yếu không đi xa được. Coi như... Hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 51, ủa sao? 71. 71 hả? Hỏi cô bị gối luôn. Gối. Rồi bây giờ nè. Cô tìm vợ cho con đúng không? Tìm vợ cho con trai đúng không? Tính tìm cho ông đó đó. Để chút nữa qua hỏi ảnh có anh chịu không bây giờ. Anh có chịu không có quan trọng. Có cái ông cậu nó chỉ mà con nhỏ này chưa gặp mặt. Gì? Chỉ thôi mình chưa gặp mặt sao chắc ăn được. À, coi như là chưa gặp mặt mà ảnh có nói chuyện lần nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa gặp mặt. Vậy hả? Bây giờ mày kiếm chỗ nào được cứ gặp nè. Thì con đăng lên đây là có người nào mà muốn thì con sẽ cho số liên hệ lấy nhau. Dân làm ăn này cái nọ thì mới chịu nè. Cứ dâu về là cho buôn bán luôn ha. Giao cho nó hết sạp đó, không có. Coi như là cứ vợ về tặng cái sạp. Rồi, hai vợ chồng làm bấy về nhà rồi. Rồi cô nói đi, bây giờ cô nói là kiếm dâu phải biết buôn bán. Kiếm dâu phải biết buôn bán, biết làm ăn. Biết tính toán nữa. Tính toán. Dạ. Rồi bảy giao hai sạp cho con. Giao hai sạp luôn. Con trai cô nhiêu tuổi? Nay 47. Dạ. Rồi tìm vợ là bao nhiêu tuổi? Theo cô chọn á là cái tuổi là cao nhất bao nhiêu? 30 với 35 trở lại được. 35 nha. 30 với 35. Ảnh 47 rồi, 40 được không? 40 sợ nó không có con nữa. Hả? Không có. 40 sinh được mà. Ý là cô nói là muốn kiếm vợ để sanh con. Đúng rồi. Coi như hàng 40 sanh được cô? Biết đâu mà. Hè 40 được ha. Quan trọng là phải sanh được. Sanh đứa con. Phải. Nó vợ chồng nó nữa nhờ nhau chứ. Còn mình nếu mà cô nào không có sanh, không muốn sanh thì không được. Ăn đi mới hấp vô nó nóng. Ngon. Thôi bây giờ con để con qua đi hỏi ảnh coi ảnh có chịu không nghe cô. Không coi. Để thôi cô chịu mà ảnh không chịu rồi mất công. Đợi ngồi chơi để nó mấu này không được tôi tìm mấu khác cứ dạ. Quay đi. Gì hả? Ừ. Đây là cô là đây một cái sạp bên đây nha. Cô nói là nếu mà có dâu giờ cô là tặng một đây cái sạp. Bên đây một cái sạp luôn đó. Thì bên đây anh cũng bán cũng tương tự đây là bán heo có nè đó áo mưa nhang đèn gì đó chữ đầu cứ bán đủ thứ nè. Dạ cái này vậy chứ 20 tết trở lại đây phải tết tết kinh nghiệm luôn. Dạ tết kinh nghiệm hết cô dữ lắm. Dạ. Đây con heo to quá to, heo này bỏ biết nhiêu tiền đấy. Có bông luôn ha, có bông đi làm cưới luôn nè. Có heo đen bành kia, con mắt như gấu không? Hay gấu trúc không? Em chào anh. Chào anh. Anh giới thiệu đi, anh tên gì? Em tên Quỳnh Long Vũ. Quỳnh Long Vũ, năm nay anh bao nhiêu? 47 à. Rồi mới nãy là mẹ anh nói là muốn tiễn vợ cho anh, theo anh như sao? Được thì tính tới luôn. Được ha. Mới nãy là mẹ em nói là có một người cậu rồi đó, chỉ người đó mà giờ anh chưa có nói chuyện, chưa gặp mặt nữa. Rồi mà... anh có số liên lạc không? Có. Mà chứ anh nằm trong Zalo là nói chuyện rồi mà chưa có kết thúc. Trời, thôi đi, cái đó cũng chưa chắc ăn đâu. Bây giờ mình được cô nào mình tâm sự, được cô nào thì mình cưới cô đó. Nha. Rồi theo anh chọn vợ là muốn sinh con không?
À, biết cái đó anh chọn giùm đi. Không có, ý em hỏi là anh khi mà có vợ rồi đó, anh muốn có con không? Muốn. Muốn ha. Vậy là anh lựa người vợ khoảng bao nhiêu tuổi? 40 bên ngoài. Ba mấy vậy đó. À, 43, 44, 45 được không? 40 rồi. 40 trở lại ha. Còn như 40 trở xuống. Ừ. Anh thích người vợ mập hay ốm? Tùy theo đó coi gặp tính sao. Giờ cho em hỏi nè. Giờ cho em hỏi đó, giờ anh có quen một người con gái nào chưa? Có người yêu nào chưa? Hồi đó giờ anh có người yêu không? Có một vợ chứ hả? Có được mấy người? 2-3 người đó. Có 2-3 người mà sao sao không được người này chứ hả? Mất công chuyện nhà rồi. Quan tâm đó. Coi như là tối ngày anh bán như vậy rồi không có đi chơi đi bời. Anh có nhậu không? Không. Có hút thuốc không? Uống cà phê hút thuốc. Uống cà phê hút thuốc. Hồi nhỏ lớn là không nhậu. Không. Lần nhậu lắm mà sau này về chợ rồi không nhậu. Hồi xưa có nhậu. Mà bây giờ không nhậu nữa. Bỏ lâu rồi. Sức khỏe anh bây giờ sao? Mạnh không? Bình thường. Đang lên chứ không phải chơi nói đàng hoàng. Không, anh nói đàng hoàng. Bình thường. Ờ. Nhâm làng trà rượu cứ đầy đủ. Bây giờ tiễn vợ về đây là cho vợ quản lý bán luôn ha. Ừ. Mẹ nãy mẹ nói là nếu mà có người con dâu này là tặng hai cái sạp này cho hai chồng luôn, cho quản lý luôn. Đó. Rồi, ba lớn tuổi rồi không mà quản lý. Đúng rồi, 70 mấy rồi thôi cho hưởng thụ đi. Chứ lớn tuổi rồi làm gì nữa. Dạ. Anh lên vậy. Hồ Tiến. Hồ Tiến. Còn bên đây là Anh Phương TV. Anh Phương. Phương ha. Ừ. Anh Phương TV. Ừ. Anh có số điện thoại không? Lát mình xin nha. Có nè. Ừ, khoan chút đi, chút đi. Đừng đọc, chút xíu đấy. Có cạn ly gít luôn hả? Con chỉ đi. Có cạn ly gít luôn hả? Dạ. Ừ. Con chỉ con có bán mà. Ừ, anh đứng về, anh đứng về giới thiệu coi. Ở đây anh có bán những gì vậy? Giới thiệu cho con nói anh là chủ mà sao kêu giới thiệu. Đây tôi ở chợ. Nói chung là rất là hiền của chị. Anh này lắm. Anh này là anh cũng ít năng, ít ăn nói. Có vợ là thương vợ dữ lắm mà ha. Đúng không? Cười cơ răng còn đủ không? Còn đủ mà. Bây giờ nè, đầu tiên anh cưới vợ anh tặng cho vợ cái gì? Cưới vợ thì bả khám vàng đó thì... Mẹ lo. Rồi gì nữa là không có cần làm dâu buôn bán ngoài này thôi. Dâu gì giao nhà cho cửa mà ăn thôi. Rồi về nhà cửa là hai cái sạp mà giao hết. Đó. Nhà có anh em mà có em con trai à. Nhà cửa thì cũng đàng hoàng cũng ngon lành rồi. Đó. Mà cứ vợ rồi hỏi anh nè, vợ con gái hay mà gái được lỡ chứ có con được không? Được, sao không được. Có đứa con trai nghe được không? Rồi. Con nhỏ được luôn ha. 6 tuổi. Được không? Coi như là con nhỏ là mình được luôn. Mình nuôi luôn. Dạ. Thì mình thương nó thương mình nè. À. Con lớn chẳng chịu. Đúng dạ. Rồi. Nhưng mà cô này ngặt con cái là cổ tới 43 tuổi là. Ừ. 43 tuổi chịu không? Được, cũng được. Đẹp cái lắm mà. Còn sinh nở được mà. Ở đâu? Nói chung là nói vậy đi. mấy YouTube đi biết. Dạ, dạ biết, thì biết mà... rồi đó, mà càng cái không nói trên đây được. Không nói trên đây được. Thì con chỉ ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ em mấy anh em ở đây đăng lên thì có cô nào thích thì khi lên clip mấy anh em xong rồi bắt đầu muốn đi đến đây mấy anh em chở lại tới đây luôn rồi, cho tham quan luôn. Chưa chút đi chút xíu. Cái nói qua Zalo là biết hết gì. Rồi thì hay cái có Zalo đó. Rồi. Đây có bán búp sen luôn nè. Cái này mình đi cưới vợ là mình khỏi cần mua. Có sẵn đâu rồi. Đó, ở đây là có chữ luôn nè, có nói chung ra là đầy đủ luôn mà. Đẹp luôn. Nó thấy không? Bây giờ mình có mình cứ vợ mình có búp sen sẵn luôn nha. Đủ luôn. Nè. Có mâm trà sẵn luôn nè. Mâm trà cái rượu thì đủ luôn. Ngon lành luôn, trà rượu nhóc nè. Cứ đừng đi cưới vợ là lấy trong này ra đi thôi. Khỏi mua hết trơn á. Đủ thứ hết. Tốn tiền với vàng. Đúng rồi, tốn tiền với vàng thôi. Tốn tiền với vàng thôi. Giờ đây nè, cưới dâu cho mấy cây? Chưa biết. Để chừng nào mình gặp. Không nói trước nha cô. Không nói trước. Đúng rồi, thôi cũng đừng nói trước. Mình có nhiều mình cho nhiều đi. Có nhiều cho nhiều rồi. Chứ bây giờ mình nói giờ là thất bại mình, lắm. Mình cho nhiều á thì tài sản nó cũng có nó sẵn rồi cho ít. Cô hay cô quấn cái này nè.
quay cái tiền nhà bạc đi. Còn đây. Bán cái vợ ông cứ vợ là cho ăn cọc. Cho ăn cọc. Cọc hay là cho nguyên này cô? Cho hết này cũng được. Cô cứ vợ cho sang luôn, cho ăn cọc tiền chứ hả? Cho ăn cọc tiền luôn. Trời ơi. Đừng có cho vàng giả như ông Mao Khối nha. Quá rồi đó, cô nào chịu thì lì ra đây còn cọc tiền nè. Ai mất cái thì anh cọc em cái này thấy con. Cô nói sao ông thần đó, ông linh lắm đó. Dạ đồ ông ta trúng độc đắc, ông ta trúng. Dạ vậy là lại tới đây là phải mua một tấm ha. Giờ cô nói lần nữa đi cô. Cô nói giờ là cô con trai con dâu cho con trai cô đúng không? Muốn tìm cho con dâu cho con trai tôi đó là Quỳnh Long Vũ. Nay nhiêu tuổi? Nay 47. Là về đây mua bán. Tôi lớn tuổi rồi không có bán nổi giao cho con hết. Dạ rồi cho biết làm ăn đây nha. Rồi cô hứa cô cho con cô là mà nếu ai mà thương con cô là cô cho hết luôn cái tiệm luôn ha. Biết làm ăn hai sạp đây, hai sạp luôn hả? Hai sạp đây cái luôn hả? Ừ. Đây luôn đúng không quý vị? Đúng rồi, cái luôn rồi. Hai sạp hai bên mà. Còn đằng kia nữa mà biến lại quay. Con nhỏ cháu tao ngồi đắng lên nó quay nữa ta. Rồi cô bỏ xuống đi. Cô cảm ơn cô ha. Hả? Mới nó làm đồ gỗ cứ đó. Làm gỗ cứ ha. Quay đi, đứng chơi luôn. Ở đâu cô? Đâu đâu có. Quay của tao mà cho ông cho đi. Ở đây chợ này con thấy cũng rộng ha cô. Rộng lắm, rộng. Đây hả? Đây cái sạp này đó hả? Và mấy sạp? Ba sạp. Đây là cháu cô hả? Cháu. Cháu con thứ mấy? Cháu này cháu Đâm Hông. Đâm Hông. Rồi, em gái. Cháu. Em đang làm gì vậy? Dạ, gói rượu. Gói rượu mình bán là để cho mấy người mà đi đám cưới ha. Đây mình vô sẵn gì hả cô? Mình vô sẵn cái hộp một hộp rượu này là mình bán bao nhiêu tiền? 150 gặp. Em gái ngồi đây là cô đang sạp, nó là ba sạp. Sạp là của cô luôn hả? Đây có gác cho luôn luôn ha. Sao cô bán sạp nào cũng thấy cũng trùng nhau không ạ? Tại vì mình biết cái ngày này đem lên đây lưu đi đặng. Sao cô mỗi một cái sạp là cô phải bán đồ khác nhau? Không có người bán. Hả? Mình ra không có bài khác được. Cái này coi như mình chứa, ai cần mua thì mình bán thôi chứ không có người bán. Cái này chứa ha. Rồi em gái này thì cái bổn phận là tối ngày ngồi cho một về để mà cọc vậy ha. Nó làm công ty chủ nhật cái bắt nó xuống tiếp. Rồi thôi con cũng cảm ơn cô rất nhiều ha. Hôm nay là cô chia sẻ thông tin này. Rồi thôi con cũng xin phép cô con về nha. Có cái em nào mà chị nào muốn kết nối con cô thì lúc đó con sẽ chở lại tới đây luôn. Đúng. Cho tham quan luôn nha cô. Con này có chỗ nào kiếm ra. Nhiêu tuổi rồi? Mới mười mấy. Trời ơi không được, mấy em gái nhiêu? 18 thì được rồi mà thôi còn nhỏ lắm. Dạ, chưa đâu. Rồi. Hả? Dạ, có rồi. Có nhiêu rồi hả? Dạ. Trời ơi 18 thì có rồi thì không tiễn được. Rồi thôi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc. Nếu mà có thương Tiến thì cho Tiến một like, được chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới của Tiến nha. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em, bye bye cả nhà.